Chào mừng cô bác anh chị đã quay trở lại với Long Việt Bất Động Sản. Hôm nay thì chúng tôi đang đứng tại vị trí thôn Đồi Khe Hạ thuộc xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình và đang đứng trước một mảnh đất khá là rộng, diện tích lên tới xấp xỉ 1.500 m². Trên bìa đỏ thì hồ sơ pháp lý đầy đủ và trong đó là có 200 m² là đất thổ cư và 1.095 m² là đất trồng cây lâu năm. Cái mảnh bất động sản này khá là đẹp. Các bạn nhìn thấy đằng sau kia là một cái quả đồi, gọi là lưng tựa núi, lưng tựa đồi. Đó. Cái phần đất lưu không là dự kiến khoảng 300 m², các bạn anh chị nhé. Thì tổng diện tích của cái mảnh đất này lên tới là xấp xỉ 1.500 m². Và cái mặt tiền của cái mảnh đất này là cái chiều mà tôi đang đứng đây. Tức là đường bê tông, các bạn nhìn thấy là hai ô tô tránh nhau được. Thì cái mặt đường bê tông này là 22,76 m. Và cái chiều sâu, chiều dài của cái mảnh đất này đi lên phía cái đồi, các bạn nhìn đằng sau kia là đồi, là chiều dài của nó là lên tới 35 m. Cái mặt tiền là 22,76 m hướng tây nam, ghé nam nhiều hơn. Cái phần bên trái mà giáp với thửa 40 là 27,76 cộng với 20,06 là 47,82 m, tức là cạnh bên trái là 47,82 m chiều dài, phần dài nhất, và cạnh đối xứng là 34,68. Phần mặt hậu của mảnh đất này 17,24 cộng với 23,08, tức là tương đương với 40,32 m, tức là mặt tiền là 22,76 và mặt hậu là 40,32 m. Cái mặt tiền này là gần 23 m hướng tây nam các bạn nhé, ghé nam nhiều hơn hướng tây nam đó. Và từ đây đến về tới cái nhà điều hành của sân golf Hoàng Gia chưa đến 1 km, tức là chỉ khoảng 800 m thôi. Và chúng tôi mời các bạn đi sâu vào cái khu đất này để cho các bạn xem. Hiện tại trên đất đang trồng một số cây. Chúng tôi thấy đây là cây xoan này, và có những cây vú sữa. Cây xoan này, cây vú sữa, cây ổi. Và đất thì khá là bằng phẳng các anh chị nhé. Cái vị trí này các bạn nhìn thấy, đây là chúng ta đang lên đồi, lên hơi cao hơn một chút so với mặt đường. Lưng tựa đồi. Cái này các bạn mà xây tiểu cảnh, quy hoạch lại thì tiểu cảnh non bộ nó cũng khá là đẹp đấy. Đấy. Trên đất thì đang trồng một số loại cây vú sữa, cây ăn quả. Các bạn nhìn thấy chưa? Cây xanh ngút ngàn. Vú sữa. Vú sữa thì ai cũng thích ăn rồi. Cái chiều dài của mảnh đất này là chạm tới các mỏm đá này này anh chị này. Cái khu vực đá này thì là nó thuộc về đá đồi rồi. Nhưng mà cái mảnh đất mà các bạn đang xem, phần lớn là đất nhá. Không có quá nhiều đá đâu. Đất thịt đây. Thực ra đằng sau này có đá rất hay. Đá này thì làm gì anh Tuân? Đằng sau này có đá nhưng mà ta xây nhà vườn ở trong này như một cái biệt thự, thì đằng sau này có những cái thuận lợi là mình có cái đá tự nhiên, mình tạo kiểu cảnh non bộ rất đẹp. Giống như là làm suối đá này à? Cái đá này ở bên ngoài mà kiếm được, về nhà mà kiếm được những cái đá này trong vườn như này cực kỳ khó. Cái này chúng ta chỉ cần đào bới cái đất này ra này là đã có những cái cảnh tự nhiên này. Rất nhiều đá này. Nói đến cái đảo bới đá tự nhiên thì chúng tôi nhớ thấy ở Tam Điệp là có anh Cà Phê Điểm Hẹn, một trong những tay siêu về sáng tạo. Anh tự tay anh làm đào đá, đào đất, tạo nên những cái con suối tự nhiên. Đây này, sau đây có một cái giải giống như một cái núi nhỏ đây. Thế này mà vào tay một cái người như anh đấy là anh Vịnh thì chắc chắn là sẽ rất đẹp.
chung là tựa tựa núi tựa đồi thì luôn luôn là đẹp rồi. Phong thủy hữu tình. Đấy là một cái một trong những cái phong thủy cơ bản của về về phong thủy đất, chắc là ai cũng biết đúng không? Nói chung là để mà những cái con mắt tầm nhìn người ta chọn khu vực ở đây, xã Yên Đồng này, cũng như là cái khu vực sân golf Hoàng Gia đấy, lựa chọn nơi đặt sân golf là cũng là không phải là điều bình thường. À, anh Tuấn. Không phải dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu. Đằng trước thì đất là rất là bằng phẳng, trồng cây rất là tươi tốt. Đằng sau thì lại tựa đồi, tựa núi và có những cái mỏm đá tự nhiên. Này vào đây mà xây một căn nhà nhỏ nghỉ dưỡng thì không còn gì bằng nữa. Này. Đi vào Huế đi qua đấy là huyện gì nhỉ? Huyện gì của Huế đấy? Là được dừng lại để mua dầu tràm, nhưng mà hôm nay mới được nhìn dây cây tràm này. Mùi của nó như nào? Thơm. Mùi đặc trưng của mùi dầu tràm luôn. Đấy đúng một cây tràm luôn. Đây, xung quanh đây cũng rất nhiều tràm. Ở cái vườn này gia chủ đã trồng rất nhiều cây, một là để kinh doanh ươm cây để bán cho các cái công trình, kể cả là cá nhân, nhà gia đình có thể mua có cây vú sữa rồi cây khế, rất nhiều khế nữa. Đây có một cây khế này rất đẹp này. Có lẽ là khu vực này là thích hợp với xây dựng nhà vườn nghỉ ngơi thư giãn. Các bạn ở thành phố cuối tuần về đây làm nơi khu vui chơi giải trí nghỉ ngơi hợp lý đây. Con đường giao thông thì khá là hợp lý thuận lợi, đường hai ô tô tránh nhau được. Về với ủy ban nhân dân của Đông Sơn 1,5 km cách trung tâm của cổng sân golf Hoàng Gia khoảng 800 m, và cũng là con đường mà nối đi về với Yên Đồng và Kim Sơn, về với rất gần hồ Đồng Thái. Nói chung là cái giai đoạn gần đây thì mọi người về với khu vực sân golf Hoàng Gia này để đầu tư mua đất, cũng như là mua những cái mảnh đất rộng để xây dựng khu nghỉ ngơi khá là nhiều. Giá đất thì cũng đang tăng dần đều. Đề nghị anh quay cái cây này xem để hỏi mọi người xem đây là cây gì. Chưa biết là cây gì. Đây đây, có những cái hoa rất lạ. Hoa quả đây. Đây, chúng tôi ở trong vườn có một cây này mà chưa biết là gia chủ trồng một cây gì. Chưa biết là cây gì luôn. Đây, không biết là hoa hay là quả đấy, rất đẹp. Rất lạ. Mảnh đất này chúng tôi đang chào bán với giá là 1 tỷ 050 triệu cho diện tích lên tới gần 1.500 m2. 1.500 m2, trong đó là trên bìa 200 m thổ cư, 1.095 m là đất trồng cây lâu năm, với giá là 1 tỷ 050 triệu. Có thương lượng cho cô bác anh chị nào quan tâm và xin liên hệ với Long Việt Bất Động Sản. Số điện thoại của chúng tôi là 085 928 7777. Xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi video clip của chúng tôi, và cũng không quên rất mong cô bác anh chị hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký, chia sẻ và ủng hộ chúng tôi ra tiếp những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô bác anh chị. Xin tạm biệt. Sông khuya tôi bên lỡ bên bồi, người đi đâu sao người chẳng nhớ. Một miền quê xưa non trắng nghiêng nghiêng, xanh xanh cánh đồng, cánh cò bay lá bay lá.
một dòng sông chảy trong lòng quanh làng tôi có một dòng.